Bị tố gian cảnh bị đánh để bia tên tuổi, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả cực gắt, tôi không dại dột đem lòng tự trọng của mình ra để làm chuyện đó. Danh hài Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh thực sự tức giận và bức xúc trước những thông tin sai trái về anh. Lê Dương Bảo Lâm cho biết lẽ ra anh sẽ không trả lời gì vì ngại phiền phức rắc rối đến công an, nhưng có dư luận đã hiểu sai đến mức như vậy nên anh phải đành nói ra. Khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn thì khá nhiều người nghi ngờ phía Lê Dương Bảo Lâm dàn dựng nhằm gây sự chú ý. Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về những ồn ào bị đánh khi đi phát cơm từ thiện gây tranh cãi. Hiện tại có rất nhiều nguồn thông tin đa chiều về việc Lê Dương Bảo Lâm bị giang hồ đánh khi làm từ thiện. Trong đó có khá nhiều người cho rằng anh đang diễn, bản thân anh chia sẻ gì về thông tin này. Lâm xin chia sẻ như sau, câu chuyện diễn ra rất đơn giản. Một tuần vợ tôi sẽ phát cơm tại Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh 2 lần. Trước khi sự việc xảy ra, khoảng 3-4 bữa trước, có người tới cảnh cáo vợ tôi rồi. Lúc đó họ nói vợ tôi là cứ phát ngay giờ cơm như vậy thì quán của họ không bán được. Nhưng vợ tôi về không nói cho tôi biết. Khi làm từ thiện tôi chỉ nghĩ rằng giờ cơm mình phát cơm để người nghèo đỡ phần nào chi phí. Dù tôi biết mỗi một hộp cơm không quá nhiều tiền, còn phát vào những giờ lưng lửng thì cơm, thức ăn hết nóng, tội cho người nhận. Hôm xảy ra clip bị đánh, tôi đi tập tại gần nên chạy qua phát phụ vợ luôn. Ngày hôm đó có con và má vợ tôi đi cùng. Nhiều người nói tại sao tôi hiền vậy không phản ứng lại. Nhưng nếu như những người đó làm gì tôi hay đâm vợ con tôi thì tôi biết làm sao. Ban đầu chỉ có một người đánh tôi, sau đó là 2 người, thì tôi không biết còn bao nhiêu người ở đó nữa. Khi gặp chuyện này tôi lên mạng xem thông tin thì thấy có nhiều người bị trường hợp như vậy rồi. Mới đây nhất, trong một bài phỏng vấn có một nhân chứng lại xác nhận thông tin. Khi vào can đánh nhau thì nhận được thông tin họ đang diện để quay phim, anh nói gì về thông tin này? Tôi thực sự tức giận và bức xúc trước điều này. Chả ai đưa danh dự mình ra đánh đổi như thế cả. Tôi đâu có bức tài vô dụng, thiếu sâu đâu mà phải làm như vậy. Lịch show lịch diễn tôi tham gia vẫn kín. Tôi lẽ ra không trả lời gì vì tôi ngại phiền phức rắc rối đến công an này nọ, nhưng có dư luận đã hiểu sai đến mức như vậy tôi đành phải nói ra. Hiện tại hình ảnh anh có ổn hay gặp trở ngại gì sau những ồn ào không hay lan truyền với tốc độ chóng mặt? Dù bức xúc và biến động tâm lý, tôi tập quen để tiếp tục công việc. 2 ngày nay tôi vẫn làm việc quay hình tối mặt mũi. Cạnh đó nhận like để kiếm tiền lo cho gia đình. Dù gì thì vẫn lao động, trụ cột gia đình không hề đơn giản. Giải pháp hiện tại của anh về vấn đề này, tôi chỉ phản hồi một lần duy nhất, còn ai đẩy cả chuyện đi xa thì chắc chắn kệ họ. Nói qua nói về chỉ mất thời gian và đau đầu thêm. Muốn nhắn gửi gì đến những anti-fan đang nhắm vào chỉ trích anh? Trên Facebook tôi chia sẻ rõ ràng rằng ai cũng có gia đình, có lòng tự trọng riêng. Lâm không dại dột đem lòng tự trọng của mình ra để dàn cảnh, để được quan tâm như các bạn nghĩ. Còn khi các bạn cố tình đẩy mọi chuyện theo hướng mình nhằm hả hê thì xin phép cho Lâm không bàn tới, mong các bạn sẽ hiểu. Nguyên văn dòng chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm trên trang cá nhân. Chào cả nhà, giờ thì Lâm mới có đủ thời gian để chia sẻ đến khán giả, anh chị báo chí, truyền thông ồn ào ngày qua. Từ đêm qua, Lâm nhận nhiều cuộc gọi từ báo chí, anh em nghệ sĩ hỏi tình hình. Xin lỗi mọi người vì lịch ghi hình hôm qua đến khuya và nay nguyên ngày tiếp tục. Thứ nhất, câu chuyện diễn ra rất đơn giản. Một tuần vợ tôi sẽ phát cơm tại Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh 2 lần. Trước khi sự việc xảy ra khoảng 3-4 bữa trước, có người tới cảnh cáo vợ tôi rồi. Lúc đó họ nói vợ tôi là cứ phát cơm ngay giữa cơm như vậy, là quán của họ không bán được. Nhưng vợ tôi về không nói cho tôi biết. Khi làm từ thiện tôi chỉ nghĩ rằng giờ cơm mình phát cơm để người nghèo đỡ phần nào chi phí. Dù tôi biết mỗi hộp cơm không quá nhiều tiền, còn phát vào những giờ lân lẫn thì cơm thức ăn hết nóng, tội cho người nhận. Hôm xảy ra clip bị đánh, tôi đi tập tạ gần nên chạy qua phát phụ vợ. Ngày hôm đó có con và má vợ tôi đi cùng. Nhiều người nói tại sao tôi hiền vậy không phản ứng lại. Nhưng nếu như những người đó làm gì tôi hay đâm vợ con tôi thì tôi biết làm sao. Ban đầu chỉ có 1 người đánh tôi, sau đó là 2 người, thì tôi không biết còn bao nhiêu người ở đó nữa. Khi gặp chuyện này tôi lên mạng xem thông tin thì thấy có nhiều người bị trường hợp như vậy rồi. Cá nhân tôi tức giận và thấy người nghệ sĩ quá tội. Khi làm việc tử tế vẫn bị điều tiếng, thậm chí bị đánh đòn. Trước đây tôi xem clip một số anh chị bị ném chai lọ, bị đánh khi diễn, nhưng không ngờ nên là đến mình. Tôi cũng như người khác có tự ái, có tức giận, nhưng vì không muốn mọi chuyện rùm beng, tôi và gia đình quyết định không lên tiếng. Khi tôi im lặng, một số thành phần bảo tôi sợ, tôi giận chuyện ABC, thậm chí họ vào thẳng Facebook nói tôi đủ điều. Cảm giác thực sự quá khủng khiếp. Xin gửi những bạn anti-fan hay thành phần chưa hiểu tôi, ai cũng có gia đình lòng tự trọng riêng. Lâm không dại dột đem lòng tự trọng của mình ra để dàn cảnh, để được quan tâm như các bạn nghĩ. Còn khi các bạn cố tình đẩy mọi chuyện theo hướng mình nhằm hả hê thì xin phép cho Lâm không bàn tới. Thực sự tôi rất sốc khi thấy thông tin người gần đó khẳng định đang diện để quay clip, chẳng ai rồ dài dàn cảnh đánh đập khi vợ con mẹ của mình ở đó cả. Thứ hai, tôi muốn gửi lời cảm ơn anh chị nghệ sĩ đã nhắn tin cho tôi, không được thì nhờ người làm truyền thông gửi đến tôi lời động viên. Xin lỗi anh chị vì em mà phải suy nghĩ và lo lắng trong hôm qua đến nay. Tôi cũng gửi lời cảm ơn báo chí đã chờ đợi nghe tôi phản hồi, chứ không đưa thông tin một chiều đến khán giả. Thứ ba, chia sẻ một chút cùng các bạn. Khi vừa ra trường tôi chỉ mong công việc ổn định lo cho gia đình, vì tôi không muốn ai thiếu thốn. Khi cuộc sống ổn hơn, thu nhập tạm ổn, gia đình tôi hạnh phúc và chỉ cầu mong công việc cứ thế đều đặn là được. Còn danh tiếng làm nghệ sĩ đa số đều cần, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cá nhân tôi chỉ cần ổn định, hạnh phúc và anh chị trong nghề báo chí yêu thương là đủ. Thứ tư, tôi biết khi phản hồi sẽ tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều, nhưng xin phép khép lại tại đây. Tôi còn đi làm, còn lo cho vợ con nữa hơn là đôi co với những ai nghĩ mình dựng chuyện. Phi Thanh Vân, ông bà nội nghèo nên buộc phải đem con đi cho bớt, bố tôi ở đợi từ nhỏ. Dù tiếc nuối nhưng tôi an lòng khi bố ra đi nhẹ nhàng. Nếu vài năm nữa rất có thể tất cả các bệnh trong người bố phát ra thì bố sẽ vô cùng đau đớn. Phi Thanh Vân bộc bạch. Ông Nguyễn Văn Linh, bố của Phi Thanh Vân vừa qua đời ngày 3 tháng 6 tại Bệnh viện Công an 30 tháng 4 vì bệnh viêm phổi. Tôi an lòng khi bố ra đi nhẹ nhàng. Trong gia đình, Phi Thanh Vân vẫn là con gái út. Gần 50 tuổi, ông Nguyễn Văn Linh mới sinh Phi Thanh Vân, bởi vậy mà ông vô cùng cưng chiều con gái. Hai cha con lại rất hợp tính, thường hay tâm sự, sẻ chia, nên sự ra đi đột ngột của bố khiến Phi Thanh Vân bị sốc và suy sụp. Chị khóc rất nhiều, chỉ trong vài ngày diễn ra tang lễ, Phi Thanh Vân đã gầy đi trông thấy. Phi Thanh Vân chia sẻ, tội bố lắm, bố thương tôi vô bờ bến. Trước ngày bố nhập viện vài hôm, bố đi thể dục qua nhà tôi cầm theo một bịch ni lông. Bên trong có vài tờ báo gói, 10 con cá khô và một hộp bánh ngọt để cho con gái. Bố biết tôi thích bánh ngọt, mà công việc thì cứ đi biền biệt. Hay đói bụng nên đem qua để lúc nào đói thì có cái ăn ngay, kẻo bị đau dạ dày. Thế mà mấy hôm sau, bố đổ bệnh phải nhập viện, chỉ một tuần là bố ra đi. Sự ra đi của bố ở thời điểm này khiến cả gia đình tôi tiếc nuối. Nhưng nhìn ở góc độ khác, đó là định mệnh, và tôi an lòng khi bố ra đi nhẹ nhàng. Nếu như vài năm nữa rất có thể tất cả các bệnh trong người bố phát ra thì bố sẽ vô cùng đau đớn. Đó mới là điều tôi thực sự không cam tâm. Trên giấy tờ bố sinh năm 1939, nhưng năm sinh nhật của bố là 1934, nghĩa là bố hưởng thọ 86 chứ không phải 80, và bố ra đi nhẹ nhàng, dù trong người mang rất nhiều vết thương chiến tranh, cùng nhiều căn bệnh như suy thận, cao huyết áp, tim mạch, viêm phổi. Dù vậy, sinh thời bố luôn giữ tính kỷ luật và chức nhà lính, luôn tự chăm sóc bản thân. Tôi mua cho bố cái máy đo huyết áp điện tử, đi đâu bố cũng đem máy theo và thuốc. Bố tự làm bác sĩ cho chính mình. Giờ nào phải đi khám, gặp bác sĩ bố luôn tự đi, chứ không phiền người khác. Phi Thanh Vân chia sẻ, bố tôi hiền lắm, hiếm khi la mắng con cái, đặc biệt không bao giờ đánh con. Người ta bảo thành công của bố mẹ chính là sự thành đạt của những đứa con, nếu vậy thì bố tôi đã quá thành công. 4 đứa con của bố đứa nào cũng thành đạt, một anh làm công an thành phố Hà Nội, một anh làm công an Thái Bình. Vợ chồng chị gái có xưởng may, anh làm chủ tịch 2 công ty và tôi là người của công chúng. Ông bà nội quá nghèo phải đem con đi cho bớt, bố tôi ở đợi từ nhỏ. Theo lời kể của Phi Thanh Vân, bố chị ông Nguyễn Văn Linh là con áp út trong gia đình, có 4 người con. Vì nhà quá nghèo nên ông buộc lòng phải đem con đi cho bớt. Đó là người con đầu và cậu con trai áp út Nguyễn Văn Linh. Bố của Phi Thanh Vân được đem cho một gia đình nhà kia, họ cũng nghèo, nên từ nhỏ ông đã phải ở đợ cho một quan 3 người Pháp. Năm 13 tuổi, ông được giác ngộ cách mạng, Phi Thanh Vân nhớ lại, tham gia quân Việt Minh một thời. Bố được cho đi học lái xe ở Trung Quốc, về bố được làm tới trung đoàn trưởng trung đoàn 308. Dưới bố có hơn 100 quân, chuyên chở đạn pháo ra chiến trường A. Trong đoàn xe chở đạn pháo ấy, bố luôn là người lái đầu tiên, phía sau là xe của anh em trong đoàn. Lịch hành quân thế nào đều do bố quyết. Bình thường cứ ăn trưa xong bố cho anh em ngủ, bố nói anh em lái xe là phải nghỉ trưa, dù 10 phút hay 15 phút cũng được để lấy lại sức khỏe. Hôm đó không biết linh tính thế nào, bố cho anh em trong đoàn nghỉ sớm và đi sớm hơn thường ngày. Vừa đi được 1-2 tiếng thì khu mọi người vừa nghỉ bị dội bom, bố nói nếu hôm đó vẫn nghỉ trưa như bình thường thì mọi người chết hết. Và sau đó, sau đợt càn quét khác, xe của bố bị đổ xuống vực, May là vợt có nhiều cây nên giữ được xe và giữ được cả pháo. Bố bị một mảnh bơm văng trúng tim, xé áo ra cột lại để cầm máu chứ không có thuốc. Đợi yên ắng, bố và các anh em kéo xe pháo lên, mất cả buổi. Bố bị mất máu rất nhiều, vừa trải qua vụ tai nạn thập tử nhất sinh, như thế mà bố vẫn lái xe. Hồi đó các trạm dừng chân cách nhau 4-5 ngày đi đường. May sao cái trạm kế tiếp còn cách có 1 ngày là tới, nhưng vì không có thuốc, không có nước rửa vết thương nên thịt bị loét thối, bố đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Tới trạm cả đoàn nghỉ 4 ngày, trong thời gian đó bố được tiêm thuốc và điều trị, sau đó lại tiếp tục lên đường. Ngoài vết thương ở tim, bố còn bị một mảnh bơm văng trúng ống đồng ở chân trong một trận càng lớn. Anh em trong đoàn chết rất nhiều. Bố chữa vết thương ở đó gần 2 năm trời, chuyển từ trạm xá tới bệnh viện, sau đó bố phải xuất ngũ và được chuyển công tác sang tổ đường sắt, chuyên lái xe chở lương thực thực phẩm. Hết thời gian quân ngũ, bố về công tác ở phường xã, rồi vào hội cựu chiến binh, nhưng vết thương đó vẫn theo bố đến tận lúc chết. Cứ trải gió chở trời là đau nhất. Bố rất kiên cường, bố vượt qua nỗi đau đó bằng cách chạy bộ. Khoảng 8 năm trước, một ngày bố vẫn chạy 16-17 km cả đi và về. Ở hội cựu chiến binh thì chạy năm nào bố cũng vậy nhất. Chỉ 3 năm gần đây bố mới chuyển qua đi bộ, nhưng một ngày cũng đi 7 km. Nhật Kim Anh đã lấy lại tinh thần, đưa mẹ sang châu Âu xả stress sau ly hôn chồng đại gia. Sau loạt trạng thái mệt mỏi buồn phiền sau ly hôn đến nay, người hâm mộ mới thấy Nhật Kim Anh nở nụ cười trên khuôn mặt nhiều tâm sự. Sau nhiều ngày mệt mỏi vì ly hôn, Nhật Kim Anh đã lấy lại tinh thần thoải mái cùng mẹ ruột đi du lịch xả stress ở châu Âu. Những ngày vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ly hôn ông xã Bửu Lộc sau 5 năm chung sống khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Trong chia sẻ, nữ diễn viên Long Thành cầm dạ ca gây chú ý khi xác nhận hai vợ chồng đã ly hôn từ 3 năm trước, nhưng cô giấu kín, thậm chí cô còn bị chồng cũ cản trở việc gặp con suốt thời gian dài. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ nỗi nhớ con khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi cô đăng những dòng trạng thái khá buồn như than thở, nhớ con khiến nhiều người không cầm khỏi nước mắt. Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xác nhận đã ly hôn chồng được 3 năm. Sau chia sẻ với truyền thông về chuyện đời tư, nữ ca sĩ bị sốt cao và phải dành thời gian nghỉ ngơi ổn định sức khỏe. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh cùng mẹ ruột đi du lịch châu Âu sau nhiều ngày vượt qua cú sốc ly hôn. Đến nay, người hâm mộ mới thấy nụ cười cô đã trở lại. Cô viết, nắm tay dẫn mẹ đi khắp thế gian, love mom, yêu mẹ rất nhiều. Bỏ qua tất cả những buồn phiền, chuyến đi châu Âu giúp cô xả stress. Bố mẹ chính là nguồn động lực an ủi nhất của cô thời điểm này. Sau ly hôn, Nhật Kim Anh cũng thỉnh thoảng được thăm con. Bửu Long còn quá nhỏ lại không được ở cùng mẹ. Đây là điều khiến Nhật Kim Anh rất đau lòng. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ có phần an tâm về thần tượng. Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc cuối năm 2014. Tháng 9 2015, cô sinh con trai đầu lòng, bé Ngô Bửu Long. Nữ ca sĩ cũng đã từng chia sẻ cô được chồng và gia đình bên nội ủng hộ hoạt động nghệ thuật. Mong rằng Nhật Kim Anh sẽ sớm ổn định tinh thần sau ly hôn. Thời gian tới, cô sẽ cùng chồng thống nhất tiếng nói chung trong việc chăm sóc cậu con trai đầu lòng.